Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happyca. Kính thưa quý anh chị, trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là chiếc xe Suzuki XL7 năm 2022. Như quý anh chị chúng ta đã biết thì XL7 là dòng xe mà cạnh tranh trực tiếp với Expander, hay là chiếc xe vừa mới được ra mắt đó chính là Toyota Veloz năm 2022. Với mức giá của Veloz ở thời điểm hiện tại sẽ là khoảng 688 triệu đồng dành cho phiên bản top có gói Toyota Sibisen. Rõ ràng là về option thì Veloz có hơn một chút so với chiếc xe XL7 vì thế hệ mới. Tuy nhiên thì nói về giá bán thì chênh lệch nhau khá nhiều khi chiếc xe Suzuki XL7 có mức giá ở thời điểm hiện tại chỉ khoảng tầm là 565 triệu đồng thôi. Nghĩa là rẻ hơn khoảng hơn 100 triệu đồng so với chiếc xe Toyota Veloz hay là Expander. Cái thứ hai đó chính là cái việc mà thiếu linh kiện cũng đã ảnh hưởng khá là nhiều, đặc biệt là Toyota Veloz thì hầu hết như mọi người biết là cái tình trạng mua bia kèm lạc khá là nhiều, nhưng với XL7 thì không. Đặc biệt hơn nữa thì XL7 ở trong tháng 4 này thì chúng ta cũng được giảm giá khoảng tầm hơn 30 triệu đồng dành cho những quý anh chị mà chúng ta vẫn có cái gầm xe 7 chỗ gầm cao, hộp số 4 cấp với đầy đủ các tính năng và option. Thì ở trong clip ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật một số những cái thông tin chi tiết về khuyến mãi giá bán ở thời điểm tại dành cho các quý anh chị. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới là XL7 thì chúng ta có mức giá niêm yết là 589 triệu đồng. Tuy nhiên ở trong tháng 4 này thì chúng ta sẽ có mức giá rất là tốt để cạnh tranh trực tiếp với những cái dòng xe đối thủ. Với những quý anh chị mà chúng ta lấy xe ở thời điểm tại, chúng ta sẽ có mức giá bán là 565 triệu đồng. Nếu quý anh chị mà chúng ta lăn bánh tại thị trường Hà Nội thì sẽ là 662 triệu. Lăn bánh ở tỉnh sẽ là 185 triệu đồng. Và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 655 triệu mà thôi. Đó, vì vậy là nếu mà mọi người lấy xe ở thời điểm hiện tại thì mọi người cố gắng cân nhắc. Em xin được nhắc lại, ở Hà Nội là 662 triệu đồng, ở tỉnh 640 và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 655 triệu đồng. Và nếu mọi người muốn sở hữu chiếc xe này thì mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp em đó chính là 185 triệu là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Với những quý anh chị mà chúng ta muốn đi xe gia đình rộng rãi, gầm cao và tiết kiệm nhiên liệu thì XL7 là một lựa chọn hợp lý. Kể cả quý anh chị mà chúng ta kết hợp kinh doanh nữa thì lựa chọn không tồi khi mà chúng ta có những cái giá rõ ràng rẻ hơn so với đối thủ rất là nhiều. Đặc biệt là có cả chương trình giảm giá nữa so với các cái đại lý khác, so với các hãng khác thì chúng ta còn phải cộng thêm cả phụ kiện nữa. Về màu sắc thì chiếc xe Suzuki XL7 chúng ta đang có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu cam, kaki và màu xám có thể giao được dành cho các quý anh chị. Và có thể ở trong tháng 5 sắp tới thì xe sẽ bị tăng giá niêm yết. Vì vậy là nếu mà mọi người đã xác định lấy hạng đặt hàng thì mọi người nên đặt hàng sớm đối với dòng xe Suzuki XL7 để chúng ta được nhận hưởng những cái chương trình khuyến mãi tốt nhất với giá bán tốt nhất dành cho tất cả các quý anh chị. XL7 thì như mọi người đã biết thì là một trong những dòng xe 7 chỗ đang được ưa chuộng ở thời điểm tại, khi mà ở trong năm 2022 thì xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với tiêu chuẩn là Euro 5 để đáp ứng được cái nhu cầu xe nhập khẩu của thị trường Việt Nam. Thì XL7 trang bị một loạt các cái công nghệ, ví dụ như đèn chiếu sáng là chỉnh LED này, đèn ban ngày LED và đèn hậu cũng sẽ là LED. Vành xe 16 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng 10 inch và kết nối chuẩn là Android Auto và Apple CarPlay, với dàn âm thanh là 6 loa với âm bass thì cũng rất là tốt. Còn hệ thống an toàn thì chúng ta sẽ có hệ thống cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Còn trang bị thêm ví dụ như là hệ thống cảnh báo tốc độ, camera lùi, cảm biến lùi và hai túi khí. Thì mọi người thấy được rằng là với những cái trang bị này, với bộ mâm này thì chiếc xe này cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Toyota Avanza. Và Avanza vừa mới ra mắt với phiên bản số tự động là 588 triệu đồng. Mà sau khi mà khuyến mãi thì rõ ràng XL7 còn khuyến mãi nhiều hơn, đúng không ạ? Giá tốt hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ có cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao cũng dài hơn so với Avanza. Các anh chị chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trong xe thì gập sàn phẳng mà cũng rất là rộng rãi, thoáng mắt với cái thiết kế hoàn toàn mới. Dòng xe đến từ Nhật Bản thì mọi người biết rồi, chúng ta sẽ có cái điều hòa cực kỳ mát, mà mát rất là sâu.
Không chỉ riêng Xpander hay là Toyota thì Suzuki cũng đánh giá là một trong những cái dòng xe mà vượt cái thiết kế và tối ưu ở bên trong khoang xe cũng rất là tốt. Hiện tại thì bên em đang có màu trắng, đen, đỏ, cam, kaki và màu xám giao ngay dành cho các quý anh chị với mức giá bán chỉ từ là 565 triệu đồng mà thôi. Vì vậy, nếu quý anh chị chúng ta có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá khuyến mãi tốt nhất. Và cảm ơn tất cả mọi người theo dõi, và nếu có những có cái thông tin khuyến mãi mới nhất thì bên em cũng sẽ báo ngay dành cho tất cả anh chị. Vì vậy là mọi người nhớ đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car để bên em có thể ra thông tin mà mọi người có thể nhận được ngay mọi người nhé, bằng cách ấn nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh. Cảm ơn mọi người theo dõi, và bây giờ chúng ta hãy ngắm nhìn lại một lần nữa chiếc xe Suzuki XL7 năm 2022. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.